Hello guys, chào các bạn. Hôm nay mình mới mang vô cái chậu bông mai của mình nè. Ở ngoài trời có bốn mấy độ cho nên mình mang cái chậu bông mai vô, chứ không thôi nó bị chết, nó không có lên lá lên bông gì ở đây hết nè. Cho nên mình quyết định mang nó vô. Khá là nặng, khi chỉ có một mình mang nó vô đây, mình kéo bao nhiêu lâu rồi bưng lên mấy bậc thang rồi kia mới lùi được tới nhà. Rồi thì cái này, còn đây là cái chậu mai của mình ha. Okay, so I brought this yellow flower, Vietnamese yellow flower in to plant it in the house because outside is only like 40 something degrees Fahrenheit, so it's like it's too cold for it to bloom, so it's not gonna bloom, so I'm just gonna bring it in the house. You know, it's very difficult for me to bring it by myself because it's very heavy, as you can see how much soil in there and how big is the planter is, and it's pretty heavy. It took me a while to bring it in here. Okay. And today I'm gonna share with you guys. I just bought this from Home Depot. It's kind of like a planter, but it's you plant the plants with water instead of with soil. So it's kind of new to me, so I don't know how to describe it. So I'm just gonna open the box, okay? I'm gonna unbox it. Mình mua một cái loại chậu mà mình trồng, mình có thể trồng mấy cái loại như rau thơm, rau răm này kia ở trong đó, mà mình chỉ dùng nước mà không có dùng đất đó các bạn. Thì cái này cũng rất là mới mẻ đối với mình, cho nên mình không biết cái như thế nào, thì mình sẽ khui hộp, khui thùng ra để mình cho các bạn coi nhé. Mình cũng rất là hứng thú nó ra sao, thì mình sẽ share với các bạn nha. Okay, so here's the box right here from Home Depot. Okay, and I'm gonna open it. Okay. Cái thùng đây mình sẽ mở nó ra nha các bạn nha. Okay. Thì đây là cái chậu trồng bông đó, nó nhìn như thế này này các bạn. Thì cái này rất là thuận lợi để trồng trong nhà, là vì nó chỉ xài nước mà không xài đất, thì rất là sạch sẽ cho mình nhé. Nhất là nhà có con nít như nhà mình nữa. Thì bây giờ mình sẽ coi nó như thế này. Okay, so this is what they give you inside. Everything you need is inside. So they give you a Genovese basil, and they give you the curly parsley, and they give you the dill and mint, thyme, Thai basil. So six herbs all together. So you can plant the six herbs in this aero garden planters. Thì người ta đã cho mình sẵn cái giống, cái hộp giống, cái hạt giống Genovese basil, là cái rau thơm Genovese, rồi curly parsley, ngò quăng hả? Dill là mint, chắc lá húng nhủi quá. Thyme, rồi cái rau thơm Thái, là giống rau thơm Việt Nam mình đó các bạn. Thì bây giờ mình sẽ mở cái hộp này ra. So first you're gonna find a handy reference guide for Harvest Elite Garden, and you're gonna find all the documents, limited warranty, and all the information, recipe or something like that. Thì đầu tiên mình mở cái hộp ra thì mình sẽ thấy những cái giấy chỉ dẫn này nha các bạn nhé. Okay, now I got the aero garden out, and I'm gonna start set it up following the instruction right here on the manual.
À, bây giờ mình lấy cái chậu trồng bông này ra, rồi bây giờ mình sẽ follow những cái bước này để mình set up nó nha các bạn nhé. Để bây giờ mình xài. Okay, so the first thing I'm gonna do, I'm gonna plug the power in here. Right. And I have to remove the water cover. Right. Water cover. Oh, I'm poor. Hello? Does anyone have $10? Right here. I'm hungry. I'm gonna go see it. Water cover. No, I need here we go. I bought a Tesla truck and now I'm broken. Okay, I'm gonna open the seed pot and place it in here. So this is what a seed pot look like, okay? Okay, so this is what a seed pot look like, okay? And you're just gonna place it in like this. Okay. And I'm gonna place it one by one, okay? Cái seed pot nó nhìn như thế này nè các bạn. Bây giờ mình bỏ vô từng cái một ha. Okay, and I'm gonna place this grow dome on each of the seed pot. Okay, the grow dome is pretty small and kind of hard to get out here. Mình sẽ đẩy cái nắp nhựa grow dome này lên mỗi cái seed pot nha các bạn nhé. Is this easy? Như thế này. Okay, now it's looking like this. Sau khi mình làm bỏ seed pot và đẩy cái dome lên hết rồi đó các bạn, thì nó nhìn như thế này. Okay, after I put the seed pot in and the grow domes over it to cover it, it's looking like this. Okay, so I have 6 type of herbs: Genovese basil, mint, and I have curly parsley, I have Thai basil, I have dill right here, I have thyme. Okay, 6 loại herbs các bạn. Okay, so I'm done setting it up. So now I'm just gonna add water. I'm following this instruction on here. It said add water. So bây giờ mình chỉ cho nước thôi, mình set up kia xong rồi nha các bạn nhé. All right, right now I'm gonna put the water in. So I'm gonna lift up this tip and fill the water in. Okay, so I'm done putting in the water. I'm done filling up the water, and I'm done putting in the plant food that is included with the kit. And for the plant food, I'm gonna put like 2 capfuls, which is 8 milliliters at startup, and every 2 weeks because I'm planting 6 pots. Okay. And bây giờ mình đã cho nước và cho đồ ăn, cho cái nước đồ ăn cho mấy cái cây vô xong rồi các bạn. Thì nước đồ ăn cho mấy cái cây thì mình cho 8 ml, mới bắt đầu cho 6 loại pot, 6 pot nhé. Và mỗi 2 tuần sau là mình cho thêm 2 capful, là lấy cái nắp của nó mình đo đó, đo 2 cái nắp đầy đó là được 8 ml nha các bạn nhé.
Cho nên mình tới đây là xong rồi. Okay, so I'm done with my video right here. So thanks for watching, guys. Bye bye. And we're gonna see how it goes days later or in weeks later. So mình sẽ coi mấy ngày sau và mấy tuần sau nó sẽ như thế này nha các bạn nha. Mình sẽ update với các bạn cái này. Thì hẹn gặp các bạn trong những lần video tới. Bye bye. Thanks for watching, guys. Bye bye. Please like and subscribe my video. Thank you. Ok, hello các bạn. Và hôm nay mình sẽ mình đã nói mình update cái Aero Garden của mình, trồng mấy cái rau thơm này nọ đó. Thì bây giờ mình sẽ update với các bạn nhé. Đây là cái cây của mình mới hái một đống này nè. Cái ngò của mình nè, rau thơm nè, rau thơm nhé. Còn cái này là rau thơm Genovese. Thấy lá rau thơm Genovese nó bự chưa? Bự hơn rau thơm ta của mình nữa. Rồi cái này là lá mint. Lá mint này không biết tiếng Việt gọi là gì. Không biết. Cái này là thyme. Thyme. Mấy cái này mình trồng hái được nhiêu đó. Và cái cây thì là của mình ở đây á, thì tại vì con mình nó phá mấy cái này của mình nè. Nó phá từ ngày mình trồng mấy cái này á, con cũng mình nó phá, cho nên mình không có mình cuối cùng cái hạt giống của cái cây thì là bị mất tiêu luôn rồi. Cho nên chắc nó phá rồi mình dọn nhầm luôn, quăng luôn cái hộp. Hello you guys, so I'm updating on my Aero Garden. Today I just harvested my Aero Garden. So I got my Thai basil over here, and my curly parsley, and my Genovese basil. Look at the leaves, so big, huge. And this one is the mint. This one is the thyme, okay? My dill is not growing because I accidentally throw it away when I clean up the mess that my toddler son makes. So yeah, he played with my Aero Garden and he put every of these into the water tank in here. So that's why I, you know, everything was ruined. I had to put it back and stuff. So my deal is gone for good. Okay, so this is what I harvested today for my Aero Garden after 59 days of growing it. Yep, I grew this for 59 days to be harvested. Okay, so my video stop here for my update. So see you guys on another video. Thanks for watching. Please like and subscribe. Thank you. Bye bye.